Vâng, xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Thưa các bác và anh em, thì hôm nay chúng em lại về rất là nhiều các loại đèn cho sân khấu, sự kiện hay phòng trà. Thì ngoài những cái việc mà chúng em làm âm thanh ra thì chúng em cũng có làm cả ánh sáng. Đó, anh em nào mà quan tâm hay cần tư vấn về ánh sáng thì vui lòng điện tới số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để chúng em có thể hỗ trợ toàn thể anh em. Và đây thì chúng em đang có những cái dòng đèn 54 mắt. Đó, đèn 54 mắt anh em nhé. Và cái giá chúng em đang bán rất là rẻ, chỉ có 1.350.000 bao ship cho toàn thể anh em. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ review qua chi tiết về sản phẩm. Đầu tiên thì anh em có thể thấy là bóng ở đây 54 mắt thì tượng trưng cho mỗi một mắt thì là một bóng anh em nhé. Và chúng ta sẽ đến là ra là sẽ là được 54 mắt anh em nhé. Thì còn vỏ thì em nó vẫn là thiết kế là vỏ kim loại này. Đó, vỏ kim loại. Còn mặt đằng sau đây. Mặt đằng sau đây anh em này. Đó, và đèn này thì em đang sử dụng điều khiển anh em nhé. Đây là cái nút này thì nó sẽ không sáng lên. Đó. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có này, anh em nhìn này. Ví dụ như anh em có dùng một dàn đèn, ví dụ như là 10 chiếc chẳng hạn, thì ở đây là sẽ có là nai nguồn điện là một này. Đó, cái này là nai nguồn điện anh em nhé. Thứ hai đây là nai tín hiệu này. Đó. Hai cái này là nai tín hiệu, còn đây là nai nguồn điện. Có nghĩa là anh em cắm cho như em là chỉ cần một cấp một nguồn điện cho một chiếc đèn này. Sau đó anh em có thể nai tiếp theo cho những cái con đèn tiếp theo nhé. Có nghĩa là không cần phải cắm mỗi một đèn là một ổ điện, mà chúng ta chỉ cần nai nguồn điện này là ok. Tiếp theo đây là ninh tín hiệu này. Nai tín hiệu đèn ở đây thì là ví dụ như là anh em chạy tín hiệu, ví dụ này, chúng ta con này đặt con này là nó là con cái đúng không ạ? Con này là con nhân vật chính đi. Thì con này nó ra cái cấu hình như thế nào, con nó ra ánh sáng như thế nào, thì những cái con đèn tiếp theo, ví dụ như là 10 con đèn đúng không, thì một con này nó ra tín hiệu như thế nào thì 9 con còn lại nó ra giống y xì như con này. Đó, thì đó là cái ninh tín hiệu anh em nhé. Còn đây thì nó sẽ là điều khiển này. Đó, thì em bật lên này. Bật lên thì wow, rất là lóe mắt đúng không ạ, rất là lóe mắt luôn. Đó, đây là kênh 1 này. Đó, đây là chuyển sang kênh 2 này. Đó, rất là nhiều kênh anh em nhé, và em có thể chọn kênh thoải mái luôn ạ. Đó, đây là màu đỏ xanh này, chuyển màu anh em nhé. Đó, rồi đây là màu vàng màu xanh này. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đó, và em đã tắt đi cho anh em. Thì đó chính là những chiếc đèn này, nếu như anh em làm sân khấu sự kiện thì rất là phù hợp anh em nhé. Và anh em quan tâm thì vui lòng để lại bên dưới cũng như để lại số điện thoại thì bên sẽ hỗ trợ toàn thể anh em. Và cảm ơn toàn thể em đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Anh em thấy hay nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào anh em.